Chào mừng các bạn đến với kênh Manuji Vlog. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái giá đỡ điện thoại bằng Rubik's Snake 24. Thì cái giá đỡ điện thoại này thì nó khá là đơn giản, các bạn chỉ cần chú ý quan sát mình làm qua một lượt và các bạn xem chậm và làm theo mình thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Khá là đơn giản. Rồi sau khi các bạn đã swam một cái cục Rubik's Snake lên á, thì các bạn để vị trí thế này cho mình nha. Tức là một đầu hướng lên sẽ nằm bên tay trái và một đầu hướng xuống sẽ nằm bên tay phải. Chúng ta sẽ bắt đầu làm từ bên trái sang phải. Rồi các bạn đếm cho mình nhé. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ô số 12 nhé. Các bạn xoay xuống cho mình một lần nè, hai lần. Đó, tạo thành như vậy là đúng nha. Rồi tiếp tục mình nhìn những ô tam giác hàng ngang bên trái nha. Các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Rồi tiếp tục ô đầu tiên nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Đó, như vậy là đúng nha các bạn. Rồi tiếp tục nhìn những ô tam giác hàng ngang bên phải nha. Các bạn đếm lên từ dưới lên cho mình nhé. 1, 2, ô số 2 nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần nè, hai lần nè. Rồi ô tam giác đầu tiên, các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Đó, tạo hình như vậy là đúng nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng ngang nè. Các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè. Các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Đó, tiếp tục bên phải cũng tương tự như vậy. Những ô tam giác hàng ngang, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè. Các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Đó, mình tạo hình như vậy là đúng nha các bạn. Rồi tiếp tục mình nhìn những ô tam giác hàng ngang bên trái nè. Các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, 4, 5, ô số 5 nè. Các bạn xoay ra ngoài cho mình một lần. Đó, rồi tiếp tục mình nhìn sang bên phải cũng tương tự như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, ô số 5 nè. Các bạn xoay ra phía sau cho mình một lần. Đó, rồi các bạn đặt Rubik như vậy là đúng nha. Rồi tiếp tục các bạn đếm cho mình những ô tam giác hàng ngang bên trái nha. 1, 2, ô số 2 nè. Các bạn xoay xuống cho mình một lần. Rồi tiếp tục những ô tam giác hàng ngang bên phải nè. Các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2. Các bạn xoay xuống cho mình một lần. Đó. Rồi tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng ngang bên trái nè. Các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè. Các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Rồi tiếp tục tới những ô tam giác hàng ngang bên phải nè. Các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè. Từ trên xuống nè. 1, 2, ô số 2 nè. Các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái giá đỡ Rubik rồi đó các bạn. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đặt cái điện thoại chúng ta lên thôi. Đó, rất là đơn giản không các bạn. Các bạn chỉ cần quan sát chú ý mình làm một lượt, xem chậm và kỹ, chắc chắn các bạn sẽ làm được. Mình chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy video mình hay, các bạn hãy like và subscribe kênh mình nhé. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.